Để chuẩn bị cho ngày vận hành chính thức, công ty đường sắt đô thị số 1 HURC One đang tập trung vào công tác hậu cần và an ninh, đồng thời tuyển tình nguyện viên để hỗ trợ các công việc tại ga và trên tàu. Công ty cũng đã sẵn sàng với các phương án bảo trì và bảo dưỡng tàu để đảm bảo sự vận hành trơn tru ngay từ những ngày đầu tiên. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực không ngừng, HURC One và các cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới việc đưa metro số 1 vào vận hành thành công, đáp ứng kỳ vọng của hàng triệu người dân trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống và giải quyết vấn đề giao thông của thành phố. Xoay quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Long, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đường sắt Đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh. Thưa ông, theo kế hoạch chưa đầy một tháng nữa, tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên sẽ chính thức đi vào vận hành. Để chuẩn bị cho ngày vận hành chính thức, hiện nay công ty đã triển khai đến giai đoạn nào? Theo dự kiến vào ngày 22 tháng 12 cuối năm nay, thì dự kiến sẽ chính thức chạy vận hành đoàn tàu. Đáp ứng được các cái nhu cầu về công việc thì tất cả các cái đội vận hành đã triển khai vận hành thử trial run và được bên phía các nhà thầu đã đánh giá rất cao. Đội vận hành tàu đã không ngừng nỗ lực cả ngày lẫn đêm, các ngày cuối tuần để đáp ứng được các hạng mục công việc nhằm đảm bảo vận hành hiệu quả tốt nhất trong thời gian dự kiến sắp tới. Cũng song song với các kế hoạch đó thì công việc đảm bảo như công tác đào tạo tại chỗ OJT và các kế hoạch khác liên quan đều đã hoàn thành và để sẵn sàng cho công tác vận hành dự kiến như kế hoạch đã đề ra. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực không ngừng, HURC One và các cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới việc đưa metro số 1 vào vận hành thành công, đáp ứng kỳ vọng của hàng triệu người dân. Trong khoảng thời gian này, khâu chuẩn bị đã gặp những thuận lợi và khó khăn gì thưa ông? Qua công tác trial run vừa qua thì cũng đã triển khai để phối hợp đánh giá lại toàn bộ các cái trong quá trình trial run vừa qua. Ví dụ như công tác phối hợp giữa các đội ngũ lái tàu, các đội ngũ nhân viên lớp quản lý nhà ga, các nhân viên nhà ga và các trung tâm điều độ vận hành tàu OCC đã triển khai họp lại và đưa ra các cái hạng mục cần thiết để điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay để đáp ứng được cái nhu cầu vận hành tàu dự kiến vào ngày 22 tháng 12 sắp tới một cách an toàn và hiệu quả nhất để cho công tác chuẩn bị sắp tới thì đội ngũ của lái tàu thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị chủ động trước đó đã chủ động tham gia đào tạo ở nước ngoài như Nhật Bản và với một cái nhân lực trẻ và nhiệt huyết với công ty lúc nào cũng có sự đoàn kết thống nhất ở trong một cái tổ lái tàu đối với lái tàu như vậy đó là một trong những cái sự thuận lợi để chúng tôi tiến hành cho công tác vận hành tàu sắp tới. Để đáp ứng kỳ vọng của hàng triệu người dân trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống và giải quyết vấn đề giao thông của thành phố, theo ông, thời gian tới, công ty có những định hướng phát triển thế nào? Để đáp ứng được các cái nhu cầu đi lại thuận tiện trên tuyến đường sắt đô thị, thì đội ngũ lái tàu không ngừng học hỏi, học tập và từ kiến thức của các chuyên gia và trong áp dụng trong thực tế cũng như sẽ sau này sẽ cải tiến thêm các hạng mục để nhằm phù hợp đáp ứng đủ tốt nhất trong quá trình vận hành đoàn tàu. Xin cảm ơn ông Trần Văn Long về những chia sẻ vừa rồi. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục nhận định cũng đã hết. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc.